Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 9. Ôi, ước gì đầu tôi là suối nước, mắt tôi là nguồn lụy. Hầu cho tôi vì những kẻ bị giết của con gái dân ta mà khóc suốt ngày đêm. Ôi, ước gì tôi có một cái quán khách bộ hành trong đồng vắng, để tôi được bỏ dân ta mà đi xa khỏi họ, vì họ thảy đều là kẻ tà dâm, ấy là một bọn quỷ trá. Chúng nó dương lưỡi mình như cái cung đặng phát lời dối trá ra. Chúng nó ở trong xứ làm mạnh lớn mà chẳng làm sự chân thật. Bởi chúng nó làm ác càng thêm ác và chẳng nhìn biết ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ai nấy phải giữ gìn về người lân cận mình. Chớ tin cậy một người nào trong vòng anh em mình. Vì mỗi người anh em sẽ lừa phỉnh anh em lắm. Mỗi người lân cận đều đi dạo nói xấu. Ai nấy gạt gẫm kẻ lân cận mình, chẳng nói sự chân thật. Chúng nó luyện tập lưỡi mình mà nói dối, chăm chỉ làm điều ác. Đức Giê-hô-va phán: Ngươi ăn ở giữa sự dối trá, ấy cũng vì cớ sự dối trá mà chúng nó chẳng khứng nhìn biết ta. Vậy nên Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Này, ta sẽ làm cho tan chảy và thử chúng nó, vì nếu chẳng vậy thì xử với con gái dân ta thế nào? Lưỡi chúng nó là tên độc, hay buông lời dối trá. Ngoài miệng thì chúc bình an cho kẻ lân cận mình, mà trong lòng thì gài bẫy. Đức Giê-hô-va phán: Ta há chẳng thâm phạt chúng nó về mọi điều ấy sao? Thần ta há chẳng trả thù một nước giường ấy sao? Ta sẽ khóc lóc thở than về các núi, sẽ sướng bài ca sầu não về nội cỏ nơi đồng vắng. Vì thảy đều bị đốt cháy, đến nỗi chẳng còn ai đi qua đó nữa. Tại đó chẳng còn nghe tiếng bầy súc vật, chim trời và loài thú đều trốn đi cả rồi. Ta sẽ khiến Jerusalem thành ra đống đổ nát, nơi ở của chó rừng, sẽ làm cho các thành của Juda ra hoang vu, không người ở. Ai là người khôn ngoan đặng hiểu những sự này, và miệng Đức Giê-hô-va nói cùng ai để người báo tin? Vì làm sao xứ này bị diệt, bị cháy như đồng vắng, đến nỗi không ai qua lại? Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ấy là vì chúng nó bỏ luật pháp ta mà ta đã đặt cho, không vâng tiếng ta và không bước theo. Nhưng chúng nó bước theo sự cứng cỏi của lòng mình, theo các thần ba anh mà tổ phụ mình đã dạy. Vậy nên Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Này, ta sẽ cho dân này ăn ngải cứu và cho uống mật đắng. Ta sẽ làm cho chúng nó tan lạc trong các dân tộc mà chúng nó và tổ phụ mình chưa từng biết. Ta sẽ sai gươm đuổi theo cho đến chừng nào đã diệt chúng nó. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Hãy lo gọi những đàn bà hay khóc mướn cho chúng nó đến. Hãy gọi những người đàn bà rất khéo cho chúng nó đến. Chúng nó hãy vội vàng vì chúng ta mà than khóc, cho mắt chúng ta rơi lụy, mí mắt chúng ta tràn nước ra. Vả, có tiếng phàn nàn nghe từ Si-ôn rằng: Chúng ta bị hủy phá giường nào, chúng ta bị xấu hổ lắm, vì chúng ta bỏ đất, vì họ đã phá đổ chỗ ở chúng ta. Hỡi các đàn bà, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va, tai các ngươi hãy nghe lời miệng Ngài phán. Hãy dạy cho các con gái các ngươi bài ca vãn. Mỗi người hãy dạy cho kẻ lân cận mình khóc than. Vì sự chết đã lên vào cửa sổ chúng ta, đã sấn vào trong cung chúng ta, giết con cái tại ngoài đường và kẻ trai trẻ giữa chợ. Ngươi hãy bảo rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy: Thay người ta sẽ ngã xuống như phân đổ đồng ruộng và như nắm lúa đổ ra sau lưng con gặt. Chẳng ai sẽ lượm chúng nó lại. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Người khôn chớ khoe sự khôn mình,
người mạnh chớ khoe sự mạnh mình, người giàu chớ khoe sự giàu mình. Nhưng kẻ nào khoe, hãy khoe về trí khôn mình biết ta là Đức Giê-hô-va, là đấng làm ra sự thương xót, chính trực và công bình trên đất, vì ta ưa thích những sự ấy. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán: Này, ngày đến, bây giờ ta sẽ phạt mọi kẻ chịu cắt bì mà lòng chưa cắt bì, tức là Ê-díp-tô, Giu-đa, Ê-đôm, con cháu Am-môn, Mô-áp và hết thảy những dân cạo tóc màng tang ở nơi đồng vắng. Vì mọi dân tộc đều không cắt bì, còn cả nhà Israel chẳng cắt bì trong lòng. Chương 10. Hỡi nhà Israel, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va phán cho ngươi. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Chớ tập theo tục của các dân ngoại, chớ sợ các dấu trên trời, mặc dầu dân ngoại nghi sợ các dấu ấy, vì thói quen của các dân ấy chỉ là hư không. Người ta đốn cây trong rừng, tay thợ lấy búa mà đẽo, rồi lấy bạc vàng mà trang sức, dùng búa mà đóng đinh vào, đặng khỏi lung lay. Các thần ấy tiện như hình cây chà là, không biết nói, không biết đi, nên phải khiêng. Đừng sợ các thần ấy, vì không có quyền làm họa hay làm phước. Hỡi Đức Giê-hô-va, chẳng ai giống như Ngài. Ngài là lớn, danh Ngài có sức mạnh lớn lắm. Hỡi vua các nước, ai chẳng nên sợ Ngài, ấy là điều Ngài đáng được. Vì trong những người khôn ngoan của các nước, tỏ ra sự vinh hiển mình, chẳng có ai giống như Ngài. Chúng nó hết thảy đều là u mê khờ dại, sự dạy dỗ của hình tượng chỉ là gỗ mà thôi. Ấy là bạc giác mỏng vẫn đến từ Ta-rê-si, và vàng của U-pha nhờ tay thợ chạm làm ra cùng thợ vàng chế thành. Có vải màu xanh màu tím làm áo, ấy cũng là việc của người thợ khéo. Nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là vua đời đời. Nhưng cơn giận Ngài, đất đều rúng động, các nước không thể chịu được cơn giận Ngài. Các ngươi khá nói cùng họ rằng, những thần này không làm nên các tầng trời, cũng không làm nên đất, thì sẽ bị diệt đi khỏi trên đất và khỏi dưới các tầng trời. Chính Đức Giê-hô-va đã làm nên đất bởi quyền năng Ngài, đã lập thế gian bởi sự khôn ngoan Ngài, đã dương các tầng trời ra bởi sự thông sáng Ngài. Khi Ngài phát ra tiếng, thì có tiếng động lớn của nước trong các tầng trời. Ngài làm cho hơi nước từ đầu cùng đất bay lên, làm cho chớp theo mưa dấy lên, kéo gió ra từ trong kho Ngài. Người ta đều trở nên u mê khờ dại, thợ vàng xấu hổ vì tượng chạm của mình, vì các tượng đúc chẳng qua là giả dối, chẳng có hơi thở ở trong, chỉ là sự hư vô, chỉ là đồ đánh lừa. Đến ngày thâm phạt sẽ bị diệt mất. Sản nghiệp của Gia-cốp thì chẳng giống như vậy, vì Ngài đã tạo nên mọi sự, và Israel là chi phái của cơ nghiệp Ngài. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va vạn quân. Hỡi ngươi là kẻ bị vây, hãy lấy của cải mình lìa khỏi đất này, vì Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, lần này ta sẽ liện ra dân của đất này, ta sẽ làm khốn chúng nó, cho chúng nó tỉnh biết. Khốn nạn cho tôi vì vết thương tôi, vết tôi là đau đớn, nhưng tôi nói, ấy là sự lo buồn tôi phải chịu. Trại của tôi bị phá hủy, những dây của tôi đều đứt, con cái tôi bỏ tôi, chúng nó không còn nữa. Tôi không có người để dương trại tôi ra và căng màn tôi. Những kẻ chăn chiên đều ngu dại, chẳng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Vì vậy mà chúng nó chẳng được thịnh vượng, và hết thảy những bầy chúng nó bị tan lạc. Này, có tiếng đồn ra, có sự ồn ào lớn đến từ miền phương Bắc, đặng làm cho các thành của Giu-đa nên hoang vu, nên hang chó rừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biết đường của loài người chẳng do nơi họ, người ta đi chẳng có quyền dẫn đưa bước của mình. Hỡi Đức Giê-hô-va, vậy xin hãy sửa trị tôi cách chừng đổi, xin chớ nhân cơn giận, e rằng Ngài làm cho tôi ra hư không chăng? Xin hãy đổ sự thạnh nộ trên các nước chẳng nhìn biết Ngài, trên các họ hàng
chẳng kêu cầu danh Ngài. Vì họ đã nuốt Gia-cốp và còn nuốt nữa, họ diệt Gia-cốp, làm cho chỗ ở nó thành ra hoang vu. Chương 11. Từ nơi Đức Giê-hô-va có lời phán cho Giê-rê-mi như vậy: Hãy nghe những lời giao ước này và bảo cho người Giu-đa và dân ở thành Giê-ru-sa-lem. Ngươi khá bảo chúng nó rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy: Đáng rủa thay là người không nghe lời giao ước này mà ta đã truyền cho tổ phụ các ngươi, trong ngày ta đem họ ra khỏi xứ Ai Cập, khỏi lò nấu sắt, mà phán rằng: Hãy nghe tiếng ta, noi theo điều ta dạy mà làm. Vậy thì các ngươi sẽ làm dân ta sẽ làm Đức Chúa Trời các ngươi, hầu cho ta giữ lời thề ta đã thề cùng tổ phụ các ngươi, mà ban cho họ một xứ đượm sữa và mật như xứ các ngươi thấy ngày nay. Tôi bèn thưa rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, Amen. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Hãy rao mọi lời này trong các thành của Giu-đa và trong các đường phố Giê-ru-sa-lem rằng: Hãy nghe những lời giao ước này mà làm theo. Ta đã khuyên răn tổ phụ các ngươi từ ngày đem họ lên khỏi xứ Ai Cập cho đến ngày nay. Ta dậy sớm mà khuyên răn họ rằng: Hãy vâng theo tiếng ta. Nhưng họ không vâng lời, không để tai vào. Họ theo sự cứng cỏi của lòng ác mình mà làm. Vì vậy, ta đã làm cho họ mọi lời ngâm đe của giao ước này là điều ta đã dặn họ làm theo mà họ không làm theo. Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: Trong người Giu-đa và trong dân cư Giê-ru-sa-lem có kẻ đã lập mưu bạn nghịch. Chúng nó quay về sự tội ác của tổ tiên mình, là kẻ đã chẳng khứng nghe lời ta và theo các thần khác đặng hầu việc. Nhà Israel với nhà Giu-đa đã phạm giao ước mà ta đã lập cùng tổ phụ chúng nó. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ khiến tai nạn đổ trên chúng nó, không thể tránh được. Chúng nó sẽ kêu đến ta, nhưng ta chẳng thèm nghe. Bây giờ, các thành của Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem sẽ đi kêu cầu các thần mà mình vẫn dâng hương, nhưng các thần ấy sẽ không cứu chúng nó trong khi hoạn nạn đâu. Hỡi Giu-đa, ngươi có bao nhiêu thành, có bấy nhiêu thần. Giê-ru-sa-lem có bao nhiêu đường phố, các ngươi cũng lập bấy nhiêu bàn thờ cho vật xấu hổ, tức những bàn thờ đốt hương cho Ba-anh. Vậy, ngươi chớ cầu thay cho dân này, chớ vì chúng nó lên tiếng kêu cầu. Vì khi chúng nó nhân cơ hoạn nạn mà kêu đến ta chẳng thèm nghe. Kẻ yêu dấu của ta đã làm nhiều sự dâm loạn, và thịt thánh đã cất khỏi ngươi, còn đến trong nhà ta làm chi, mà ngươi còn lấy làm vui trong khi phạm tội. Xưa Đức Giê-hô-va vốn xưng nó là cây olive xanh, trái tươi tốt đáng ưa. Nay có tiếng lớn inh ỏi, Ngài đốt lửa nơi cây ấy, những nhánh nó bị gãy. Đức Giê-hô-va vạn quân là đấng đã vuông trồng ngươi, nay đã phán định tai vạ nghịch cùng ngươi, vì cớ sự gian ác mà nhà Israel và nhà Giu-đa đã làm cho mình khi chọc giận ta, bởi họ dâng hương cho Ba-anh. Đức Giê-hô-va đã cho tôi biết sự ấy, và tôi biết rồi, thì Ngài đã tỏ ra cho tôi việc làm của chúng nó. Còn tôi, như chiên con dễ biểu, bị dắt đến chỗ giết, tôi chẳng biết họ mưu toan nghịch cùng tôi mà rằng: Hãy diệt cả cây và trái, dứt khỏi đất người sống, hầu cho danh nó chẳng được nhớ đến nữa. Hỡi Đức Giê-hô-va vạn quân, Ngài đoán xét cách công bình, dò xét lòng và trí. Tôi sẽ thấy sự Ngài báo thù họ, vì tôi đã tỏ việc tôi cùng Ngài. Vậy nên Đức Giê-hô-va phán như vậy về người Anatot, là kẻ đòi mạng sống ngươi mà rằng: Nếu ngươi không muốn chết về tay ta, thì chớ nhân danh Đức Giê-hô-va mà nói tiên tri. Vậy Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Này, ta sẽ phạt chúng nó. Những người trai tráng sẽ chết bởi gươm dao, những con trai con gái nó sẽ chết bởi đói kém, sẽ không có dân sót cho chúng nó. Vì đến năm thâm phạt, ta sẽ giáng tai vạ trên người nam của Anatot. Chương 3. Hãy biết rằng trong ngày sau rốt sẽ có những thời kỳ khó khăn, vì người ta đều tư kỷ, tham tiền, khoe khoang, sắc sược,
hay nói xấu, nghịch cha mẹ, bội bạc, không tin kính, vô tình, khó hòa thuận, hay phao vu, không tiết độ, dữ tợn, thù người lành, lường thầy phản bạn, hay nóng giận, lên mình kiêu ngạo, ưa thích sự vui chơi hơn là yêu mến Đức Chúa Trời. Bề ngoài giữ điều nhân đức, nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó. Những kẻ thế ấy, con hãy lánh xa đi. Trong bọn họ có kẻ lẻn vào các nhà, quyến dụ lòng những người đàn bà mang tội lỗi, bị bao nhiêu tình dục xui khiến, vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Xưa kia, Janet với Jambe chống trả Môi-se thế nào, thì những kẻ này cũng chống trả lẽ thật thế ấy. Lòng họ hoại bại, đức tin họ không thể chịu thử thách được. Nhưng họ không làm thêm được nữa, vì sự điên dại của họ sẽ bày tỏ ra cho thiên hạ, cũng như của hai người kia. Về phần con đã nói theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra, những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Vả lại, hết thảy mọi người muốn sống cách nhân đức trong Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ bị bắt bớ. Nhưng những người hung ác, kẻ giả mạo thì càng chìm đắm luôn trong điều dữ, làm lầm lạc kẻ khác mà cũng lầm lạc chính mình nữa. Về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy, vì biết con đã học những điều đó với ai. Và từ khi con còn thơ ấu, đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Chúa Jesus Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Chương 4. Ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Jesus Christ là đấng sẽ đoán xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài, mà răn bảo con rằng: hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bé trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn. Nhưng con phải có tiết độ trong mọi sự, hãy chịu cực khổ, làm việc của người giảng tin lành. Mọi phận sự về chức vụ, con phải làm cho đầy đủ. Về phần ta đang bị đổ ra làm lễ quán. Kỳ qua đời của ta gần rồi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong sự chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi kẻ yêu mến sự hiện đến của Ngài. Hãy cố gắng đến cùng ta cho kiếp, vì Đê Ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này, và đã đi qua thành Thessalonica. Cresen đi trong xứ Galati, còn Tít thì đi xứ Damati rồi. Chỉ có một mình Luca ở với ta. Hãy đem Mác đến với con, vì người thật có ích cho ta về sự hầu việc lắm. Ta đã sai Tychicơ sang thành Epheso. Khi con sẽ đến, hãy đem áo choàng mà ta để lại tại nhà Cabut thành Troas, cùng những sách vở nữa, nhất là những sách bằng giấy da. Alexander thợ đồng đã làm hại ta nhiều lắm, tùy theo công việc hắn, Chúa sẽ báo ứng. Con cũng phải coi chừng người đó, vì hắn hết sức chống trả lời chúng ta. Khi ta binh vực mình lần thứ nhất, chẳng có ai giúp đỡ, hết thảy đều lìa bỏ ta. Nguyện xin điều đó đừng đổ tội về họ. Nhưng Chúa đã giúp đỡ ta và thêm sức cho ta, hầu cho tin lành bởi ta được rao truyền đầy dẫy, để hết thảy dân ngoại đều nghe. Ta lại đã được cứu khỏi hàm sư tử. Chúa sẽ giải thoát ta khỏi mọi điều ác và cứu vớt ta vào trong nước trên trời của Ngài. Nguyện xin sự vinh hiển về nơi Ngài muôn đời không cùng. Amen.
hãy chào thăm Berica và Aquila cùng người nhà Onesiphore. Erat ở lại tại thành Corinto, còn Trophim đương đau ốm, ta để ở lại tại thành Mile. Con hãy cố sức đến trước mùa đông. Obulu, Buden, Linus, Claudia cùng anh em hãy đều chào thăm con. Nguyện xin Chúa ở cùng tâm thần con. Cầu xin ân điển ở cùng các anh em. Thi Thiên 64. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng than thở tôi, gìn giữ mạng sống tôi khỏi sợ kẻ thù nghịch. Xin Chúa giấu tôi khỏi mưu nhiệm của kẻ dữ, khỏi lũ ồn ào của những kẻ làm ác. Chúng nó đã mài lưỡi mình như thanh gươm, nhắm mũi tên mình tức là lời cay đắng, đặng từ nơi kín dấu bắn vào kẻ trọn vẹn. Thình lình chúng nó bắn đại trên người chẳng sợ gì. Chúng nó tự vững lòng bền chí trong mưu ác, bàn tính nhau để gài bẫy kín dấu mà rằng ai sẽ thấy được. Chúng nó toan những điều ác, chúng nó nói rằng chúng ta đã làm xong, mưu đã sắp sẵn. Tư tưởng bề trong và lòng của mỗi người thật là sâu sắc, nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn chúng nó. Thình lình chúng nó bị tên thương tích, như vậy chúng nó sẽ vấp ngã, lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó. Hết thảy ai thấy đến đều sẽ lắc đầu. Cả loài người đều sẽ sợ, họ sẽ rao truyền công việc của Đức Chúa Trời và hiểu biết điều Ngài đã làm. Người công bình sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va và nương náu mình nơi Ngài. Còn những kẻ có lòng ngay thẳng đều sẽ khoe mình. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.